Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình với số vốn 2 triệu mình vẫn tiếp tục chơi con game Cao Nguyên nha anh em. Rồi, để xem là VIP Club mình được nhận thưởng chưa. Chưa có á, chơi lên VIP hơi lâu rồi. Rồi, giờ bắt đầu mình hướng dẫn anh em chơi cái trò mà hả? Đâu ta, cái trò mà gọi là cái trò quay thú nha anh em. Rồi, 2 triệu vào quay thú. Anh em cứ ôm cho mình hai cửa này nè. Và lúc đầu là ok, mình biết chắc là tay này nó sẽ ra thủ all in, all in phải ăn phải thua đấy, vẽ đúng bà luôn, nó phải như vậy. Rồi mình húp luôn, không cần phải sợ anh em, mà tay đầu á mình hay all in lắm. Thôi từ từ đánh nhỏ thôi, mình đánh như vậy hơi hừng rồi, cứ từ từ anh em, cứ từ từ thong thả, giữ cái số vốn của mình là được rồi. Dễ gì mà được nó cho ăn quả như vậy, mình canh cái cầu của nó mình theo dõi nhiều lắm rồi. Đây đây đây, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, xảo tiếp. Thường nó sẽ anh em mới vào nó sẽ bệt thủ làm ba bốn tay nha anh em, đấy cứ tự thôi, cứ ôm ba cửa này thôi anh em. Nếu mà anh em thích thì anh em thêm ôm thêm một cửa, nhưng mà khả năng nó lời có ít à anh em, không có nhiều đâu. Mà anh em thích đánh cái kiểu mà ôm bốn cửa như vậy cũng ok đấy. Rồi chạy cả về là biết ăn rồi. Đấy, ôm bốn cửa thì lời chẳng bao nhiêu hết anh em. Hồi nãy mình do mình nhìn cái lượng tiền của nó, mình chắc ăn là nó sẽ ra thủ nên mình đánh như vậy. Anh em chơi cái này do máy lập trình á, cho nên anh em nhiều khi anh em cũng phải canh cái lượng tiền của hai bên đó. Ở đây anh em thấy không, được bên chim rất là nhiều, bên thú rất là ít, này mình vẫn đánh lại, mình vẫn đánh lại chị thú. Chứ mấy cái game này nó lên nó lập trình là cho bên nào ít tiền nữa ăn anh em, nên là mình cứ từ từ thôi đấy, cứ từ từ thôi. Giờ là cái tay này mình bỏ nha anh em, mình không biết nó chạy về cầu 313 hay là cái gì hết, cho nên vào đây chơi chơi đỡ cái trò lật bài đi. Đó, lật bài chơi gì việc á, ăn được có tí mà mẹ thua mất rồi. Lên dưới dưới trên, rồi xong luôn, mẹ chơi gì nó gãy rồi. Khoan một cái 1 triệu đi, lừa nhiều thử xem nó sao. Rồi thôi nghỉ. À đấy chưa anh em, á mình đập nãy ít 12 là ngon rồi. Này nãy đánh quả tất tay mà sợ gần chết đi rồi. Nhưng mà mình chắc ăn máu mình nó liều nữa. Mấy cái game này anh em nhiều khi cũng vậy, máu liều nữa, máu liều mới ăn được nó. Má là thủ hơi nhiều rồi, mình không để ý rồi, chết rồi. À vẫn ra thủ, vẫn ra thủ. Đúng rồi. Anh lỡ tạ má vừa tất tay quả 350 ngàn là ok luôn. Thủ nó hơi nhiều nè anh em nhìn cầu này. Nên là anh em đổi đi, qua nuôi chim đi. Giờ quay nuôi chim là vừa, tại vì thủ nó hơi nhiều rồi anh em. Rồi 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 rồi, chim nào chim nào chim nào chim nào, vẫn không ra anh em ơi, vẫn không ra chim kìa, nó bởi vậy nó bệt thủ rồi. Rồi thủ là thủ 85% kìa anh em, các tay là bẻ được anh em. Mình đánh thêm vài tay mình nghỉ rồi, phải sáng sớm làm quả tất tay, phải sợ gần chết rồi. À làm quả tất tay, đây 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 rồi nó ăn đâu đâu anh em ơi. Rồi đấy anh em thở, cứ canh cầu như vậy mình theo cầu mình đi, nó chạy 313 này đấy, chạy 313 anh em thấy không, ba thủ một chim, ba thủ một chim rồi.
Rồi đánh thêm chắc tầm thêm khoảng 1-2 tay mình nghĩ anh em ơi. Anh em nào muốn nhận code thì vào nhóm bên dưới của mình để lấy code nha anh em ơi. Code từ năm mới 100k nha anh em, chơi rồi rút lên trực tiếp luôn. Anh em cứ nhắn tin cho mình là mình rep từ từ nha. Làm quả tất tay là nghỉ. À, lãi được 3 triệu mấy sáng sớm vậy là ngon rồi. Thôi nghỉ anh em ơi. À, cầu nó chạy 313 mình không theo, mình đi bẻ cầu anh em nhìn cầu nè. Chạy ba thú một chim, ba thú một chim vậy.